Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Covid và kinh tế Việt Nam khi giai cấp tiên phong bỏ chạy. Dịch này có mở cửa thì nước ngoài cũng chẳng ai đến do phần lo sợ truyền thống bơm thổi dịch bệnh. Phần kinh tế và các nước phát triển âm bấy lâu nay làm người dân mất khả năng chi tiêu. Ngành du lịch xem như bị bại liệt. Ngành hàng không thì kiệt quệ, đa phần sống nhờ thở oxy, tức là chỉ nằm thở và chi tiền ra chứ không có thu nhập được đồng nào. Doanh nghiệp càng lớn càng lỗ nặng. Vào hôm 13 tháng 7, tờ báo Việt Nam Express cho biết Việt Nam Airlines đang xin chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng với thực tế là dòng tiền đang thâm hụt 16.000 tỷ đồng. Tổng giám đốc Việt Nam Airlines Dương Chí Thành tiết lộ con số lỗ ròng đang là 13.000 tỷ đồng. VTC News cũng cho biết số nợ ngắn hạn và nợ đến hạn phải trả của ba hãng Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đến nay là 36.000 tỷ đồng, trong đó riêng Vietnam Airlines là 20.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh gánh nợ vài chục nghìn tỷ của riêng ngành hàng không của Việt Nam cũng đủ thấy chóng mặt rồi. Trong khi đó, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng thừa nhận ngân sách chính phủ thu năm 2020 được 130.000 tỷ đồng đã cạn kiệt, cần phải sử dụng nguồn tiết kiệm chi là 14.000 tỷ đồng. Các ngành sản xuất điện tử và may mặc cũng đang điêu đứng vì buộc phải hủy bỏ hoặc xin kéo dài thời gian giao hàng vì chính sách 3 tại chỗ của chính phủ kéo dài 3 đến 4 tháng này. Nguy cơ FDI, tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài, sẽ ồ ạt rút khỏi Việt Nam là rất lớn và hiện nay có một số hãng bắt đầu rút dần. Mặc dù chưa chuyển nhà máy khỏi Việt Nam nhưng tập đoàn Nike đã chuyển đơn hàng sang nhà máy ở một số quốc gia khác để kịp giao hàng và đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Tuần trước, hãng CNN tại New York Times và Reuters đều dẫn nguồn tin từ đại diện các hãng nhãn hiệu giày dép quần áo lớn như Nike, Adidas, Basel cũng như nhiều hãng khác cho biết về tình trạng đóng cửa các nhà máy kéo dài tại Việt Nam trong những tháng qua đã gây tác động nặng nề đến nguồn cung hàng hóa của họ, khiến các tập đoàn này phải tính toán đến phương án di rời cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam. Giám đốc tài chính Matthew của Nike cho biết một nửa số nhà máy sản xuất quần áo của Nike tại Việt Nam hiện đã đóng cửa. Theo Hiệp hội Giày da túi sách Việt Nam, 88 trong tổng số 112 nhà máy sản xuất giày thể thao Nike tại Việt Nam đều nằm ở miền Đông Nam Bộ, là khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch bắt đầu từ tháng 4 vừa qua tại Việt Nam và cho tới thời điểm này chưa có điểm dừng. Công nhân bò chạy khỏi các khu công nghiệp để về quê như các bạn đã chứng kiến. Tuy nhiên, đài CNN vẫn dẫn dự báo của các chuyên gia và đại diện của tập đoàn Nike, Park Sun, cho rằng Việt Nam sẽ phải mất từ 5 đến 6 tháng để các nhà máy hoạt động trở lại bình thường. Và khi quay trở lại, các nhà máy lại phải đối diện với một thách thức tiếp theo là làm sao để thu hút trở lại đủ số lượng nhân công để phục vụ sản xuất sau cuộc di cư của hàng triệu công nhân khỏi các trung tâm sản xuất lớn để về quê. Họ đã mang theo đủ thứ hành trang của mình và khi quay trở lại sẽ rất còn lâu. Vào ngày 4 tháng 10, trong dịp ông Muyo được bầu làm Thủ tướng 100 của Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chúc mừng, đồng thời Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tuyên bố rằng chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Kishida Fumio, đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc. Đây là hình ảnh ông Suga, cựu Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức vì thất bại trong nỗ lực chống COVID-19. Văn tử không nhắc tới lý do vì sao ông Fumio đã trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản. Nhưng ai cũng biết rằng lý do chính là người tiền nhiệm Suga đã phải ra đi vì thất bại trong nỗ lực chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trông người lại ngẫm đến ta, không rõ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hay lãnh đạo nào khác có dám noi gương ông Suga vì không đủ khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam trong đại dịch COVID-19 và đã bị đánh giá là tệ hại và hàng đầu thế giới. Đây là theo một xếp hạng của Nikkei Asia Review. Sau nhiều tháng đã dùng những biện pháp được xem là hà khắc nhất hành tinh, nhưng cuối cùng thì dịch bệnh vẫn bùng phát, không thể kiềm chế. Cũng chính phủ hiện nay ở Việt Nam đã đặt ra chính sách quy trách nhiệm cá nhân cho người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra dịch bệnh. Nhưng Trung ương thì có trách nhiệm gì không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Và người đứng đầu chính phủ là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải trả lời trước công luận.
người lao động đang chịu hậu quả của chính sách nghiêm ngặt này. Dịch COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới và người dân ở mọi nơi đều gặp khó khăn, nhưng xem ra người lao động Việt Nam đã và đang tiếp tục gánh chịu hậu quả của những chính sách chống dịch mà nhà nước Việt Nam ban hành một cách cấp tốc. Trong thảm kịch COVID-19 thì vào ngày 1 tháng 10 đánh dấu một cột mốc mới, minh chứng cho sự thất bại của chính sách hỗ trợ nửa vời của chính phủ. Chính phủ chính sách hỗ trợ này hoặc là không đủ hoặc không đến tay người dân để có thể giữ chân những người lao động ở lại thành phố, ở lại xí nghiệp để tiếp tục làm việc sau khi đại dịch bớt đi. Khi lệnh giãn cách xã hội được dần gỡ bỏ ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 10, người ta thấy hàng trăm hàng ngàn người lao động lại lên đường tìm cách rời bỏ các khu công nghiệp quanh Sài Gòn. Họ đã phải đi xuyên ngày, xuyên đêm, đi bộ, đi xe máy hàng trăm hàng nghìn km. Đây là hình ảnh ban đầu là hàng ngàn người lao động đào thoát khỏi thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây trốn dịch. Hôm 1 tháng 10 tới nay dự báo đã có hàng triệu người ra khỏi khu tam giác Kim Cương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Nếu họ may mắn được nằm trong diện đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp thì số tiền cứu trợ ít ỏi mà họ nhận được không đủ để trang trải cuộc sống cho cả gia đình hoặc cá nhân của họ. Vì không còn tiền tiết kiệm, không có thực phẩm ăn mỗi ngày và cũng không kham nổi tiền thuê phòng trọ sau nhiều tháng thất nghiệp, bị giam lỏng tại nhà thì về quê đối với họ là lựa chọn đặng chẳng đứng. Một tầng lớp vô sản bần cùng gồm nhiều triệu người đã thực sự hành thành. Và từ đây họ trở thành một giai cấp mới. Ta hãy xem chính sách bất nhất, chống đánh xuôi kèn sổi ngược của nhà nước làm cho tình trạng thêm rắc rối ra sao. Vào ngày 1 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký công điện gửi các tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê. Thế nhưng, tỉnh An Giang sau cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào buổi tối cùng ngày giữ vững quan điểm là không tiếp nhận người về quê theo đường tự phát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ông Nguyễn Thanh Bình nói rằng còn có nơi dịch diễn biến phức tạp và các khu tiếp cận cách ly tập trung đã đầy. Điều này đã đặt An Giang vào tình thế là không thể tiếp nhận người dân về trong thời gian tới. Ông được Báo Lao Động dẫn lời nói như vậy. Vào ngày 5 tháng 10, cũng ông Nguyễn Thanh Bình lại nói ngược lại là thông tin An Giang cấm cửa không cho công dân về quê là do các thế lực thù địch xuyên tạc. Tại tỉnh Sóc Trăng, số người trở về đã lên tới 24.000 người trong vài ngày, vượt quá khả năng cách ly, điều trị của tỉnh. Vào ngày 3 tháng 10, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, gửi văn bản lên Thủ tướng kiến nghị phải siết chặt kiểm soát, không để người dân tự ý ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, v.v. trong thời gian 15 ngày để các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có thời giờ sửa soạn tổ chức. Thế là sau phản ứng của các tỉnh, Thủ tướng lại ra lệnh kiểm soát chặt người ra vào các tỉnh thành, cố gắng vận động, tuyên truyền để giữ chân người lao động ở lại, theo trang báo Người Lao Động đưa tin. Đây là hình ảnh vào hôm 7 tháng 10, khi dòng người về quê đã giảm hẳn thì Thủ tướng mới ra công điện yêu cầu các tỉnh thành đón người dân về quê. Gần đây nhất là ông Thủ tướng Việt Nam lại nói chuyện về quê là chính đáng và yêu cầu các tỉnh thành trợ giúp người dân về quê. Sự lúng túng trong cách đối phó với tình huống dịch bệnh trong cấp nhà nước đã thật sự gây ra sự rối loạn toàn xã hội. Những ai phải gánh chịu hậu quả của những chính sách bất nhất ấy, đó không những là hàng triệu người công nhân cùng khổ mà cả doanh nghiệp cũng khốn đốn theo, nguy cơ phá sản. Vậy những người bị cấm đi là ai? Câu hỏi cũng được đặt ra. Họ là giai cấp công nhân, là lực lượng tiên phong của cách mạng, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo trích dẫn một bài báo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nội dung sáo rỗng ca tụng người công nhân như hàng trăm ngàn bài báo khác của nhà nước Việt Nam từ trước đến nay. Thế nhưng, coi vậy mà không phải vậy, nhà nước không hề coi trọng vị thế người lao động trong các chính sách của mình. Bằng chứng là trong văn bản 3355 của Bộ Y tế ký vào tháng 7 năm 2021 về 16 đối tượng ưu tiên được trích ngừa COVID-19, thì người lao động tại các xí nghiệp được xếp hạng 13, người lao động tự do thì xếp hạng 15. Trong khi đó, quân đội, công an để bảo vệ chế độ được ưu tiên xếp hạng 3 và 4, chỉ sau lực lượng y tế chống dịch. Cảnh bị nhốt và bỏ đói suốt 4 tháng, người lao động chỉ còn có cách bỏ về quê để sống sót. Giai cấp công nhân đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Các chính sách kinh tế
chỉ chú trọng tới việc hấp dẫn giới đầu tư đã ấn định mức lương tối thiểu cực thấp so với mặt bằng cuộc sống hàng ngày. Chính sách này buộc người công nhân phải làm tăng ca thường xuyên, đầu tắt mặt tối, phải sống trong những điều kiện tạm bợ. Đó không phải là chính sách đãi ngộ xứng đáng cho giai cấp công nhân tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nơi mà Nguyễn Phú Trọng vẫn hàng ngày kêu gọi. Tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn nói nay nằm ở đâu? Niềm tin của người dân và chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước bị động, xoay như trong chóng và trái ngược nhau từ trung ương tới địa phương có còn nữa hay không? Và người công dân Việt Nam thường ngày được bộ máy tuyên truyền đề cao là giai cấp lãnh đạo, là lực lượng sản xuất cơ bản của nền công nghiệp hiện đại, nay đã phải bỏ xí nghiệp, chạy trở về quê hương. Những nhà máy không còn có công nhân vận hành thì nền công nghiệp hiện đại sắp đi về đâu? Nó sẽ phá sản hàng loạt. Không cần phải là tiên tri, ta cũng có thể hình dung được tương lai ảm đạm của một nền kinh tế mong manh, chủ yếu dựa trên sức lao động bán rẻ của người dân từ vùng quê. Cùng với nền kinh tế đang bị xáo trộn, tương lai của đất nước sắp tới đang bị đặt ra trước các câu hỏi rất lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 với bản tin Covid và nền kinh tế Việt Nam khi giai cấp tiên phong bỏ chạy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.